Chiến thần bất bại, tiêu chính văn. chương 1261 ông ta biết nhà họ Hàn đi đời rồi. Vậy thì có thể thấy được thực lực của tiêu chính văn không hề tầm thường. Ừ, giết người này đi. Tiêu chính văn khẽ gật đầu, sau đó chỉ tay vào tưởng duy thắng rồi nói với độ thiên chân nhân. Gió. Độ thiên chân nhân hô rõ một tiếng, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên tia sáng lạnh băng. Ngay sau đó cô ta giơ tay chỉ điểm, một luồng sức mạnh xuyên thẳng qua tử huyệt của tưởng Duy Thắng. Mãi tới khoảnh khắc nhắm mắt lại, tưởng Duy Thắng mới hiểu ra rốt cuộc bản thân đã đắc tội với một nhân vật tầm cỡ như thế nào. Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn, đây chính là kết quả của việc khinh thường tiêu chính văn. Không phải vua Bắc Lương thì đã sao? Không nắm giữ quân đội thì thế nào? Với thực lực của tiêu chính văn, những thứ hư danh đó chẳng có gì đáng nói. rầm, Cơ thể của tưởng Duy Thắng ngã xuống đất, mang theo nỗi hối hận vô tận mà rời khỏi thế giới này. Hàn chấn hút sợ tới mức quỳ luôn xuống đất, dập đầu giống như giã tỏi, cầu xin tiêu chính văn, cậu tiêu, đều do hàn chấn húc tôi có mắt như mù, xin cậu tiêu dơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ hàn chúng tôi. Lúc này, hàn chấn húc dường như đã nhìn rõ một chuyện, từ đầu tới cuối Tiêu Chính Văn chưa hề sợ Viên Hỗn Thiên, chỉ là khinh thường không muốn so tài mà thôi. Kết cục cuối cùng của tất cả người nhà họ Viên đều có thể thấy trước được. Ngay cả một thủ lĩnh võ tông như tưởng duy thắng mà Tiêu Chính Văn cũng giết một cách quyết đoán như vậy, huống hồ là người khác. Hàn Trấn Húc thực sự không muốn nhìn thấy nhà họ Hàn sụp đổ như thế. Bây giờ ông ta vô cùng hối hận. Thế nhưng người mà ông ta đối diện là tiêu chính văn một nhân vật từng trải qua vô số cảnh chém giết máu me sao có thể vì ông ta biết nhận sai mà bỏ qua cho nhà họ hàn chứ con người phải biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình sứt lời tiêu chính văn quay người đi vào trong thang máy độ thiên chân nhân cũng cùng kính đi theo sau tiêu chính văn từ đầu tới cuối không buồn nhìn hàn chấn hút một lần nghe thấy tiếng bước chân của tiêu chính văn càng xa cơ thể Hàn Trấn hút mềm nhũn, ngồi thụp xuống đất. Ông ta biết nhà họ Hàn đi đời rồi. Vào chiều ngày hôm đó, tập đoàn Lãnh thị chính thức phát động cuộc chiến thu mua sản nghiệp của nhà họ Hàn, rất nhiều ngân hàng ngoại tỉnh có hợp tác với nhà họ Hàn khi trước đều đồng loạt tuyên bố trung lập. Chương 1262 thuộc hạ cảm ơn chủ thượng nhiều lắm. Điều này ngang với việc khiến cho nhà họ Hàn ngày một tổn thất nặng nề. Trở về phòng làm việc trên tầng Độ Thiên chân Nhân hơi cúi người nói với Tiêu Chính Văn, chủ thượng, chúng ta giết thủ lĩnh của tinh kiếm tông chắc chắn sẽ khiến cho tinh kiếm tông ôm hận trong lòng. Theo thuộc hạ thấy chỉ bằng nhổ hết gốc lẫn dễ của tinh kiếm tông đi. Trong ánh mắt của Độ Thiên chân Nhân lộ ra vẻ tham lam không đáy. Thực ra Thiên Kiếm Tông đã muốn thôn tính tinh kiếm tông từ lâu, chỉ là mãi vẫn không có cái cớ và lý do thích hợp. Và lại, trước đây Độ Thiên chân Nhân vẫn luôn kính phục võ tông, không có sự cho phép của võ tông thì bất cứ tông môn nào cũng không được tùy ý thôn tính Mà bây giờ độ thiên chân nhân đã rời khỏi võ tông Chính thức về dưới chướng của tiêu chính văn Cụ ta cũng không còn bất cứ đắn đo gì về chuyện này nữa Tiện tay tiêu diệt tinh kiếm tông Thu nạp hết tất cả những đệ tử có tư chất tốt của bọn họ về dưới chướng thiên kiếm tông Trong vô hình, thực lực của thiên kiếm tông sẽ tiến lên được một tầm cao mới chuyện này ông cứ tự xem mà làm là được rồi, hôm nay ông đến vì trận chiến với viên hỗn thiên sao. Ánh mắt của tiêu chính văn dừng lại trên mặt độ thiên chân nhân, điềm nhiên hỏi. Vâng, thuộc hạ vừa xem phát sóng trực tiếp, thân phận của chủ thượng cao quý như vậy, sao có thể ra tay với loại thấp kém như viên hỗn thiên được cơ chứ, chỉ bằng cứ để thuộc hạ làm thay. Độ thiên chân nhân vô cùng chân thành cầu xin. Ha ha! Tiêu chính văn bị lời nói của độ thiên chân nhân chọc cười. Anh khẽ gật đầu nói, được, tới lúc đó cho phép ông ra tay trước. Cảm ơn chủ thượng, độ thiên chân nhân cảm động tới mức nước mắt nóng hổi đã ngân ngấn trong khóe mắt. Tiêu chính văn tiện tay lấy giấy bút trên mặt bàn, nhanh tay viết cách lĩnh ngộ kiếm cảnh rồi đưa cho độ thiên chân nhân. Cầm về xem đi, có lẽ sẽ giúp ích cho ông, kiếm cảnh trước đây của ông vẫn chưa toàn vẹn vậy nên mới chịu ảnh hưởng của nội tâm, lúc mạnh lúc yếu. Độ thiên chân nhân nghe vậy thì vội vàng bước lên trước, hai tay run rẩy nhận lấy tờ giấy đó từ trong tay tiêu chính văn, cảm kích tới mức quỳ thẳng xuống đất. Thuộc hạ cảm ơn chủ thượng nhiều lắm. Nói xong, độ thiên chân nhân cứ thế dập đầu bôm bốp. Trong số các võ giả ngoài kia, có rất ít người trí công vô tư giống như tiêu chính văn, lại truyền lĩnh ngộ về kiếm cảnh của mình cho người chẳng có quan hệ gì. Đừng thấy độ thiên chân nhân đã về dưới chướng tiêu chính văn, tôn tiêu chính văn lên làm chủ nhân mà lầm, đó là bởi độ thiên chân nhân bại dưới tay tiêu chính văn, muốn bảo toàn tính mạng thì buộc phải tìm cách để được sống mà thôi. Bây giờ, tiêu chính văn lại đối đãi với cụ ta chân thành như thế, sao độ thiên chân nhân không cảm động cho được. Audio điện tử võ tấn bền chương 1263 xảy ra chuyện lớn rồi. Tiêu chính văn khẽ gật đầu nói, sau khi trở về thì nghiên cứu cho cẩn thận, đừng làm tôi thất vọng. Tôi hiểu rồi. Độ thiên chân nhân lau nước mắt, đứng dậy cúi lưng ba lần với tiêu chính văn rồi mới quay người rời đi. Lúc này, tin tức tưởng Duy Thắng chết thảm cũng truyền tới tai người nhà họ viên. Viên sùng long sợ tới mức ngay cả tách trà trong tay cũng rớt luôn xuống đất. Cậu nói cái gì? Tưởng Duy Thắng chết rồi sao? Viên Sùng Long vô cùng kinh ngạc nhìn người báo tin. Ông ta là cường giả cảnh giới Thiên Vương huyền cấp 2 sao đấy, vậy mà lại chết đột ngột như thế sao? "Vâng thưa gia chủ, chỉ là người giết chết Tưởng Duy Thắng không phải Tiêu Chính Văn mà là một kẻ khác." Nghe nói là một ông lão tóc bạc, chỉ cần chỉ tay một cái đã lấy mất mạng của Tưởng Duy Thắng. Giọng nói của người báo tin hơi run rẩy chỉ cần chỉ tay đã giết chết cao thủ ở cảnh giới thiên vương huyền cấp, người đó phải có thực lực khủng bố tới mức độ nào cơ chứ? Viên sùng long vội để tách trà trong tay xuống, xảy bước đi đến phòng viên hỗn thiên. Lúc này viên hỗn thiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thầm tính toán sau khi tiêu diệt tiêu chính văn thì nên mở rộng tầm ảnh hưởng của nhà họ viên thế nào để nhà họ viên chính thức một bước trở thành gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn. Cụ tổ, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Thấy viên sùng long hoảng hốt chạy vào, viên hỗn thiên nhíu mày nói, sùng long, cậu đã là gia chủ của nhà họ viên, sao mà vẫn mất bình tĩnh như thế, hoảng hốt vậy chẳng ra thể thống gì cả. Nghe thế viên sùng long do dự một lát rồi nói, hai, cụ tổ, tưởng duy thắng chết rồi. Hả? Viên hỗn thiên nghe tin tức này cũng không khỏi sửng sốt. Ngồi thẳng người lại nói, thằng nhóc Tiêu Chính Văn đã có thực lực cảnh giới Thiên Vương hai sao à? Không, cụ tổ, người giết ông ta là một người khác, nghe nói là một ông lão tóc bạc nhưng thân phận của người kia vẫn phải đợi xác nhận. Cụ tổ xem có nên hoãn trận đấu, đợi tra rõ thân phận của người này rồi. Không. Viên Hỗn Thiên xua tay, bây giờ Tiêu Chính Văn đã ứng chiến trực diện, thậm chí trên mạng đều tràn ngập những lời bàn luận. Ngay lúc này mà nhà họ viên đột nhiên thông báo hoãn trận đấu thì chỉ gây ra ảnh hưởng tiêu cực rất bất lợi cho nhà họ viên. Chuyện này đã như tên đã lên cung không thể hoãn được. Ngày mai dựng một võ đài ở quảng trường lớn nhất Giang Trung, sau đó chính thức đưa thư khiêu chiến cho tiêu chính văn. Trường 1264 bốn gia tộc lớn xem trọng nhất là danh dự. Viên hỗn thiên trầm giọng nói. Nhưng lúc này viên hỗn thiên nói chuyện không còn sự tự tin như trước nữa rốt cuộc ông lão giết chết tưởng duy thắng là ai? Là Tiêu Long à? Nếu là Tiêu Long thật thì chuyện này rất khó giải quyết. Tiêu Long đã mất tích nhiều năm, bây giờ ông ta đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Viên hỗn thiên cũng rất lo lắng, tim đập như đánh trống. Sau khi khoát tay bảo viên sùng long đi ra ngoài, cụ ta vò đầu bứt tai, đi qua đi lại trong phòng. Chuyện này liên quan đến danh dự của nhà họ viên, tuyệt đối không thể không đề phòng. Nghĩ đến đây cụ ta vội lấy điện thoại ra, do so dự một lát mới ấn một dãy số gọi đi. Một lúc lâu sau đầu bên kia mới vang lên một giọng nói giả nua, hỗn thiên, có chuyện gì thế? Anh Tư, tất cả mọi người đều biết tin về trận đấu giữa tôi và thằng danh Tiêu Chính Văn, nhưng tưởng Duy Thắng lại bị một ông lão giết chết, tôi lo là Tiêu Long đã quay về. Thế nên, viên hỗn thiên khốn đốn nói qua điện thoại. Ồ, ý của cậu là khi trận đấu diễn ra, tiêu long có khả năng sẽ xuất hiện ra mặt cho nhà họ tiêu ư. Ông lão ở đầu dây bên kia hỏi với giọng lanh lành. Đúng thế, ông ta đã biến mất gần 20 năm, tôi quả thật không biết rõ thực lực và cảnh giới hiện giờ của ông ta. Nếu nhà họ viên chúng ta thua trong trận chiến này thì e là danh dự nhà họ viên chúng ta bốn gia tộc lớn xem trọng nhất là danh dự. Một khi danh dự bị tổn hại thì rất nhiều thế lực đã quy thuận nhà họ viên sẽ trở nên dao động, đây là chuyện lớn làm lung lay nền móng nhà họ viên. Ừ, sáng ngày mai tôi sẽ đến Giang Trung giúp đỡ cho cậu. Sứt lời, ông lão bèn cúp máy. Sau khi đặt điện thoại xuống, cuối cùng viên hỗn thiên cũng lấy lại được một chút tự tin. Trong năm cụ tổ của nhà họ viên, thực lực của cụ ta là yếu nhất, mà ông lão trong điện thoại vừa rồi cũng là một trong năm cụ tổ của nhà họ Viên. Hơn nữa, còn là một cường giả cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Chỉ còn một bước nữa là trở thành cường giả cảnh giới Thiên Thần. Trên thiên cấp 4 sao là 5 sao. Dù có là Võ Thi Thiên cũng chưa đạt đến cảnh giới này. Võ Thi Thiên muốn dung hợp tim rồng cũng vì muốn đạt đến cảnh giới 5 sao một bước đột phá cảnh rời thiên thần. Hai người họ bắt tay lại với nhau, dù tiêu long có đến cũng chỉ có khả năng đánh với một trong hai người họ. chương 1265 tiêu chính văn đến rồi. Nghĩ đến đây, viên hỗn thiên mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cụ ta nở nụ cười vô cùng nham hiểm. Tối hôm đó nhà họ viên công bố địa điểm trận đấu ngày hôm sau. Thậm chí có nhiều kênh truyền thông chạy đến Giang Trung ngay trong đêm, chọn vị trí xem tốt nhất để đặt máy quay, máy chụp ảnh, chờ phát sóng trận chiến thế kỷ này cho cả nước xem. trên mạng lại giấy lên một làn sóng xôn xao, nhiều người đều cho rằng phần thắng nghiêng về phía viên hỗn thiên. tỷ lệ thắng của tiêu chính văn từng được đoán là một phần hai mươi. độ thiên chân nhân và đám người nhà họ lãnh gần như đều tích cực đặt cược vào tiêu chính văn chỉ trong chốc lát trận chiến giữa tiêu chính văn và viên hỗn thiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ngay cả thiên tử ở long kinh xa xôi cũng chú ý đến chuyện này chính văn tuyệt đối không thể thua trước nhà họ viên thiên tử nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm khẽ nói sáng hôm sau hàng chục nghìn người đã vây kín xung quanh quảng trường giang trung lúc này có hai ông lão nghiêm chỉnh ngồi trên khán đài của nhà họ Viên. Viên Sùng Long vừa bưng trà bưng nước vừa nhỏ giọng khẽ nói vào tai hai ông lão. Ở bên tập đoàn Vi Nhan, mấy chục chiếc ghế vẫn còn để trống, không thấy bóng dáng Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đâu. Thấy còn chưa đến 5 phút nữa là trận đấu bắt đầu, không ít người thầm đoán có phải Tiêu Chính Văn nhất thời nhát gan sợ thua nên không dám đến hay không. Viên hỗn thiên kiểm tra lại mọi thứ lần nữa, thay một bộ kiếm phục, chắp hai tay ra sau lưng kiêu ngạo bước lên võ đài. Lúc này viên hỗn thiên ngạo nghễ liếc nhìn mọi người. Bộ dâu dài tung bay trước ngực của ta, ánh mắt sâu xa nhìn về phía tập đoàn vi nhan. Còn một phút cuối cùng, nếu tiêu chính văn không xuất hiện thì xem như bỏ. Người dẫn chương trình hiện trường chưa dứt lời thì thấy đám đông hơi náo loạn. Không lâu sau mới thấy Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan được mọi người vây quanh cùng bước vào hiện trường trận đấu. Là Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn đến rồi. Lần này có kịch hay để xem rồi. Tiêu Chính Văn, tôi đặt cược hết cả gia tài vào anh đấy, nhất định phải thắng. Hừ, Tiêu Chính Văn thắng được mới là chuyện lạ, cụ tổ nhà họ viên là cao thủ cảnh giới thiên vương 4 sao đấy. Khán giả bên dưới lập tức nhao nhao bàn tán tiêu chính văn kéo tay khương vi nhan chậm rãi bước lên khán đài sau đó ngồi xuống hả viên hỗn thiên không khỏi nhíu mày tiêu chính văn không định ra đấu à đúng lúc này một ông lão tóc bạc trắng mặc áo đạo sĩ bước lên hả ông ông là viên hỗn thiên nhìn thấy ông lão tóc bạc cũng sửng sốt đây chẳng phải là trưởng giáo thiên kiếm tông độ thiên chân nhân sao chỉ nhà họ Viên nhỏ bé thì không xứng để chủ thượng ra tay, tôi lên đánh với ông thay chủ thượng, ông có dám ứng chiến không? Giọng Độ Thiên Chân Nhân như sấm rền vang vọng khắp quảng trường. Ầm. Uhm, như có một tiếng nổ vang lên trong đầu mọi người. Độ Thiên Chân Nhân thế mà lại quy về dưới chướng Tiêu Chính Văn, còn nhận Tiêu Chính Văn là chủ thượng ngay trước mặt mọi người. Viên Hỗn Thiên nhìn Độ Thiên Chân Nhân bằng ánh mắt khó đoán. Xem ra tình báo sai rồi, người giết tưởng duy thắng vào ngày hôm đó chắc chắn không phải là Tiêu Long mà là Độ Thiên Chân Nhân. Đều là cao thủ cảnh giới Thiên Vương 4 sao, nhưng Viên Hỗn Thiên hơi sợ Độ Thiên Chân Nhân. Suy cho cùng Độ Thiên Chân Nhân từng đánh nhau với Võ Thí Thiên, hơn nữa còn là một trong những người có thể tự động rút lui để bảo vệ bản thân. Chỉ riêng điều này thôi đã đoán được ai thắng ai thua rồi. Độ Thiên đây là ân oán giữa nhà họ Viên và thằng nhóc Tiêu Chính Văn, tốt nhất ông đừng nhúng tay vào. Lúc này một ông lão khác ở trên khán đài lên tiếng. Chương 1266. Ông ta là Viên Thắng Thiên, cụ tổ thứ tư của nhà họ Viên. Cường giả cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Áp lực vô cùng đáng sợ đó lập tức lao đến bao lấy cả người Độ Thiên Chân Nhân. Độ Thiên Chân Nhân không khỏi cau mày nhưng cụ ta vẫn không sợ bước đến trước một bước nói, tôi đã nhận tiêu chính văn là chủ, chuyện của nhà họ tiêu cũng là chuyện của thiên kiếm tông, tôi tất nhiên sẽ không mặc kệ rồi. Sứt lời, cụ ta rút thanh kiếm dài ra chỉ vào viên hỗn thiên, lạnh lùng nói, nhà họ viên có dám ứng chiến không? Lúc này viên hỗn thiên có nỗi khổ tâm khó nói. Chắc chắn thực lực của độ thiên chân nhân mạnh hơn cụ ta, hơn nữa nghe nói độ thiên chân nhân đã lĩnh hội được kiếm cảnh nhưng kiếm cảnh lại không nằm trong hệ thống phân cấp bậc. Là một sự tồn tại khác hoàn toàn ở trên mọi cảnh giới. Thậm chí có thể nghịch thiên đánh nhau với cường giả cảnh giới thiên thần. Bảo viên hỗn thiên thách đấu với độ thiên chân nhân, tim cụ ta như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng vì thể diện và danh dự của nhà họ viên, viên hỗn thiên chỉ đành nghiến răng nói, hừ dám tuyên chiến với nhà họ viên, hôm nay tôi phải đánh chết ông ở đây. Vừa dứt lời, uy lực cường giả cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao của viên hỗn thiên lập tức bao trùm lấy cả quảng trường. Nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống mười mấy độ. Nhiều phóng viên không ai bảo ai đều vô thức dùng mình. Đây là sự đáng sợ của thiên vương bốn sao ư. Trái lại, độ thiên chân nhân vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, không hề bị uy lực đó áp chế, cả người cứ như một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ. Tiêu Chính Văn ngồi trên khán đài khẽ gật đầu, xem ra năng lực của Độ Thiên Chân Nhân vẫn rất tốt, nhanh như thế đã lĩnh hội được kiếm cảnh chân chính. Kiếm cảnh. Viên Thắng Thiên ở trên khán đài cũng vừa nhìn đã đoán ra manh mối. Quả nhiên Độ Thiên Chân Nhân rất siêu phàm, không ngờ cụ ta lại lĩnh hội được kiếm cảnh. Mọi người đều nghi ngờ nhìn Độ Thiên Chân Nhân trong mắt người bình thường, Độ Thiên Chân Nhân chẳng khác họ chỗ nào, cả người từ trên xuống dưới chẳng có chút hơi thở của cường giả. Chương 1267. Nhưng chỉ có Viên Hỗn Thiên trên võ đài biết rõ lúc này mình đã rơi vào thế yếu. Áp lực lớn mạnh như vậy lại không ảnh hưởng gì đến Độ Thiên Chân Nhân. Điều này chứng tỏ Độ Thiên Chân Nhân đã đạt đến cảnh giới kiếm cảnh, tiếp theo dù cụ ta có đánh trả thì cũng sẽ rơi vào thế bị động hoàn toàn viên hỗn thiên nếu bây giờ ông quỳ xuống nhận sai thì tôi có thể nể tình ông vất vả luyện võ bao năm mà tha cho ông độ thiên chân nhân lạnh lùng nói quỳ xuống viên hỗn thiên nghiến răng nghiến lợi năm ngón tay cong lại siết chặt nắm đấm một luồng ánh sáng trắng xuất hiện trên nắm đấm của viên hỗn thiên đây là phục long quyền tuyệt kỹ thành danh của viên hỗn thiên tuyệt kỹ này của viên hỗn thiên có thể đánh chết một con voi thấy viên hỗn thiên vẫn không có ý hối lỗi độ thiên chân nhân khẽ nhắm mắt lại một tay giơ thanh kiếm dài lên thanh kiếm dài đó lóe lên tia sáng lạnh lẽo khủng khiếp dưới ánh mặt trời xoẹt một kiếm ảnh lập tức hình thành nhìn từ xa lại thấy giống ảo ảnh nhưng lại khiến mọi người cảm nhận được sát khí vô cùng mãnh liệt độ thiên chân nhân bắt đầu đánh từ võ đài phía trên cụ ta không muốn để viên hỗn thiên sống sót quay về hơn nữa chỉ cần ra tay là đánh đòn mạnh nhất, phải giữ vững trái tim võ đạo bằng cách giết viên hỗn thiên chỉ trong một đòn tấn công. Vì thế khi kiếm ảnh xuất hiện, viên thắng thiên ngồi trên khán đài dường như cũng nhận ra ý đồ của độ thiên chân nhân bèn vội vàng hét lên với viên hỗn thiên, hỗn thiên, mau quay lại. Chắc chắn viên hỗn thiên khó mà đỡ được đòn này hay nói cách khác thì cụ ta chắc chắn sẽ chết. Theo quy tắc võ đài, chỉ cần viên hỗn thiên vẫn còn trên võ đài thì viên thắng thiên không thể ra trận. Lúc này viên hỗn thiên cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cụ ta đã như mũi tên đã đặt trên cung, không thể không tấn công. Chỉ cần cụ ta dám xoay người lại thì nhát kiếm này chắc chắn sẽ chém vào lưng cụ ta. Xoay người lại với một cường giả đã lĩnh hội kiếm cảnh chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Độ thiên chân nhân, nhà họ viên không thù không oán với ông, Ông, ông lại muốn ra tay giết tôi sao? Lúc nói Viên Hỗn Thiên vung nắm đấm sắt của mình lên đánh thẳng về phía Độ Thiên Chân Nhân. Hừ. Độ Thiên Chân Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, một tay chắp sau lưng, tay còn lại vung kiếm lên. Xoạt. Chương 1268. Một vòng sáng màu bạc như từ trên trời rơi xuống, màn ánh sáng cực lớn khiến đám đông vây xem bên dưới đều hoa mắt. Không ổn chạy mau. Viên thắng thiên đã không quan tâm đến thân phận gì đó nữa, cụ ta đứng dậy từ trên khán đài lớn tiếng hét lên với viên hỗn thiên. Nhưng cụ ta vẫn chậm một bước, vì khi vòng sáng màu bạc đó chiếu xuống, viên hỗn thiên đã bị bao bọc trong kiếm cảnh. Trong mắt người ngoài, cơ thể viên hỗn thiên bỗng nhảy lên giữa không trung, sau đó rơi xuống đất với vẻ mặt đờ đẫn nhưng thật ra viên hỗn thiên vừa trải qua một cảnh tượng đáng sợ mà cả đời này cụ ta khó mà quên được. Vô số thanh kiếm dài như vũ bão lấy cụ ta làm trung tâm lần lượt rơi xuống, viên hỗn thiên hoảng sợ. Nhưng bất kể cụ ta đỡ đòn thế nào thì ảo ảnh của mấy thanh kiếm dài đó vẫn đâm xuyên qua người cụ ta. Bịch! Cơ thể viên hỗn thiên nặng nề rơi xuống đất, hai mắt trợn tròn lộ vẻ không dám tin. Ngay sau đó, phụt! cơ thể viên hỗn thiên bỗng biến thành một đống thịt nát tan rã ngay trước mắt mọi người. Hỗn thiên Viên thắng thiên tức giận trợn mắt nhìn độ thiên chân nhân, trong đôi mắt già nua đó tỏa ra sát khí kinh người. Độ thiên chân nhân, trả mạng hỗn thiên lại đây. Vừa dứt lời, một bóng người từ trên không trung bay về phía võ đài. Đối mặt với viên thắng thiên, độ thiên chân nhân hơi sợ hãi dù sao người này cũng cao hơn viên hỗn thiên và cụ ta một cảnh giới. Hơn nữa từ mấy chục năm trước, thực lực của viên thắng thiên luôn mạnh hơn cụ ta. Mặc dù độ thiên chân nhân đã lĩnh hội kiếm cảnh nhưng không chắc bản thân có thể đánh thắng viên thắng thiên. Lúc này hàng nghìn người dân trên khắp cả nước đang ngồi trước màn hình TV theo dõi trận đấu đều vô cùng hoảng sợ khi thấy viên hỗn thiên biến thành một vũng máu. Thậm chí có nhiều người còn bật khóc rất thê thảm họ đều đặt cược hết cả gia tài vào viên hỗn thiên. Mà bây giờ tiêu chính văn vẫn chưa ra trận, viên hỗn thiên đã chết thảm trên võ đài rồi. Mẹ kiếp, cụ tổ nhà họ viên gì đó là một tên vô tích sự. Ngay cả ở hiện trường cũng vang lên tiếng la mắng đủ kiểu. Nhưng họ chỉ mất tiền mà thôi, còn người đại diện của các gia tộc và doanh nghiệp đó ở Giang Trung đều chố mắt trước đó vì muốn bám vào nhà họ viên mà họ đã đặt cược hết cả tương lai của gia tộc vào đó. Một khi nhà họ viên bại trận thì sản nghiệp gia tộc của họ cũng sẽ bị đám người ủng hộ tiêu chính văn nhanh chóng phân chia. Toang rồi, lần này toang thật rồi, mong là ông cụ này của nhà họ viên có thể xoay chuyển tình thế, nếu không nhà họ trần tôi sẽ phải đối mặt với tình trạng bị diệt phong. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi khóc lóc nói chương 1269. Một tay độ thiên chân nhân cầm kiếm, tay còn lại để ra sau lưng, ánh mắt đầy vẻ sâu xa nhìn viên thắng thiên. Lúc này đôi mắt viên thắng thiên đỏ ngầu, sát khí tỏa ra xung quanh cứ như thần chết bước ra từ địa ngục. Cụ ta chưa ra tay mà độ thiên chân nhân đã cảm nhận được một uy lực cực lớn bao phủ lấy mình. Chán độ thiên chân nhân vô thức đầm đìa mồ hôi. Độ thiên chân nhân, nhà họ viên có thủ oán gì với ông mà ông lại giết hỗn thiên nhà tôi. Viên thắng thiên vừa nói vừa giơ tay lên đánh một trưởng vào ngực độ thiên chân nhân. Độ thiên chân nhân giơ thanh kiếm dài lên đỡ lấy đòn tấn công bằng kiếm khí vô cùng hung hãn. Âm. Uhm. Khi thanh kiếm và cú đánh chạm nhau, trên võ đài bỗng phát ra âm thanh cực lớn như sấm rền. Vô số kiếm ảnh tụ lại một chỗ, nhưng không thể xuyên thủng khí thế trước mặt viên thắng thiên chết đi một tay viên thắng thiên dùng sức đẩy mạnh về phía trước ngay tức khắc một luồng sóng khí mạnh mẽ đánh nát khí thế vô hình trước mặt độ thiên chân nhân phụt không đợi độ thiên chân nhân định thần lại một luồng sức mạnh đã đánh chúng vào ngực cụ ta cả người độ thiên chân nhân như diều đứt dây văng thẳng về phía sau cơ thể cụ ta vẫn chưa rơi xuống đất nhưng đã phun ra một màn xương máu đi đâu hả bỏ mạng lại đây viên thắng thiên nhanh chóng lao về phía trước đánh vào người độ thiên chân nhân tiêu chính văn ngồi trên khán đài khẽ nheo mắt viên thắng thiên quả thật là một đối thủ mạnh hơn viên hỗn thiên rất nhiều so với viên hỗn thiên uy thế viên thắng thiên vừa thể hiện lúc nãy hệt như một vị thần giáng thế thảo nào cụ ta là cao thủ chỉ còn cách cảnh giới thiên thần một bước duy nhất ngay lúc viên thắng thiên sắp đuổi kịp độ thiên chân nhân, một bóng người bỗng chặn ngay trước mặt viên thắng thiên ép cụ ta lùi lại mấy bước. Tiêu chính văn Người chặn viên thắng thiên chính là tiêu chính văn. Nếu anh vẫn không ra tay nữa thì e là độ thiên chân nhân sẽ chết thảm trong tay viên thắng thiên. chương 1270 Chủ thượng, bản lĩnh của người này quá mạnh, cậu cậu phải cẩn thận. Độ thiên chân nhân ôm ngực, miễn cưỡng ngồi dậy, giọng nhỏ như mũi kêu. Tiêu chính văn chỉ khẽ gật đầu rồi xảy bước đi về phía viên thắng thiên nói, tiêu chính văn tôi có thủ oán gì với nhà họ viên các ông? Tại sao nhà họ viên cứ cắn chặt, hãm hại tôi không buông thế? Hừ! Viên thắng thiên khẽ nhíu mày, càng nghe càng cảm thấy không đúng. Cậu, thằng danh nhà cậu lại còn dám nói mấy lời vụ oan giá họa, sỉ nhục tôi. Viên thắng thiên chỉ vào tiêu chính văn, trong mắt lóe lên sát khí lạnh băng. Tiêu Chính Văn rút con dao quân đội năm cạnh ra cảnh giác nhìn Viên Thắng Thiên. Mặc dù luồng hơi thở của Viên Thắng Thiên yếu hơn ông nội của anh nhiều nhưng một chiêu đã đánh bại Độ Thiên Chân Nhân thì có thể thấy thực lực cũng không hề tầm thường. Đối mặt với cao thủ như vậy, tất nhiên Tiêu Chính Văn không dám có ý xem thường. Nếu cậu đã khăng khăng dấn thân vào chỗ chết thì hôm nay tôi sẽ thay Hỗn Thiên lấy mạng cậu. Viên Thắng Thiên cũng không dám xem thường Tiêu Chính Văn. Lúc này mặc dù Tiêu Chính Văn vẫn chưa toát hết khí thế của mình ra nhưng một người có thể khiến Thiên Vương Thiên cấp 4 sao cúi đầu nhận chủ nhân thì thực lực chắc chắn cũng không kém cạnh là bao. Chỉ thấy Viên Thắng Thiên cũng rút một thanh kiếm mềm ra. Thanh kiếm đó vừa được rút ra thì dường như lóe lên một tia sáng dưới ánh mặt trời, chói lóa đến mức những người dưới võ đài đến đồng loạt quay đầu né tránh ánh sáng đó lấy mạng tôi sao ông không phải là người đầu tiên nói mấy lời này nhưng trước đó những người kia đều đã chết rồi tiêu chính văn chậm rãi giờ con dao quân đội năm cạnh ra mặc dù nói tốc độ rất chậm hệt như đang phát lại một đoạn chuyển động chậm nhưng trong không khí xung quanh lại nổi lên từng đợt gợn sóng thấy cảnh tượng này viên thắng thiên không khỏi hơi kinh ngạc nói chính xác hơn Mặc dù tiêu chính Văn đang sử dụng con dao quân đội năm cạnh nhưng cũng đã lĩnh hội được kiếm cảnh. Hơn nữa sức mạnh không hề thua kém Độ Thiên Chân Nhân. Người ở độ tuổi của Độ Thiên Chân Nhân có thể lĩnh hội được kiếm cảnh đã hiếm thấy, khả năng tiếp thu cực cao. Còn tiêu chính Văn mới hơn 20 tuổi mà đã lĩnh hội được kiếm cảnh, quả thật có thể dùng từ quái vật để hình dung về anh. Hừ, kiếm cảnh ư? Chương 1271 Viên Thắng Thiên cười nhạo, sau đó cụ ta giơ thanh kiếm dài lên, thanh kiếm lóe lên một luồng sức mạnh màu bạc đâm về phía Tiêu Chính Văn. Bất kể là khán giả ở hiện trường hay đang theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ đều nín thở nhìn hai người đang đánh nhau. Khi hai luồng sáng màu bạc bỗng va chạm vào nhau, tim mọi người như nhảy ra khỏi lồng ngực. ầm, một âm thanh cực lớn vang lên rồi bỗng phát nổ ở giữa võ đài. Ngay sau đó nên đất được lát cẩm thạch dưới võ đài chấn động tạo ra một vết nứt sâu mấy mét sóng khí cực mạnh như cuồng phong quét khắp quảng trường rất nhiều khán giả đều bị cơn gió này làm cho trao đảo vừa nãy bầu trời vẫn còn trong xanh thế mà giờ bỗng trở nên âm u mây đen dày đặc sấm chấp đùng đùng phụt hai luồng sức mạnh lại va chạm vào nhau tiêu chính văn chỉ thấy khí huyết trong người mình đang cuộn trào cả người không khỏi lùi về sau mười mấy bước. Viên thắng thiên cũng bị luồng khí mạnh đẩy lùi mấy bước. Lúc này độ thiên chân nhân dưới võ đài lo lắng nhìn tiêu chính văn. Đòn tấn công lúc nãy của viên thắng thiên thế mà lại phá được kiếm cảnh của tiêu chính văn. Rõ ràng tiêu chính văn đã bị thương vì phản lực vừa nãy, nhưng viên thắng thiên lại không hề bị thương tổn gì. Chủ thượng, nhất định phải cẩn thận lúc này độ thiên chân nhân cũng bị thương không nhẹ, hoàn toàn không thể giúp được gì cho tiêu chính văn. Một tay tiêu chính văn ôm ngực, khóe môi khẽ nhách lên nhìn viên thắng thiên nói, của tổ nhà họ viên quả nhiên có bản lĩnh siêu phàm, nhưng cũng vừa đúng ý tôi. Sứt lời, tiêu chính văn lại vung con dao quân đội năm cạnh lên đâm về phía viên thắng thiên với tốc độ như chớp. Viên thắng thiên cũng cười khẩy, vung thanh kiếm dài trong tay lên đỡ đòn của tiêu chính văn. Qua đòn tấn công vừa rồi, viên thắng thiên đã nhìn ra thực lực của tiêu chính văn, chẳng qua chỉ là một thanh niên đang ở cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao mà thôi. Thậm chí nếu so với độ thiên chân nhân thì vẫn còn yếu hơn nửa bậc cảnh giới. Viên thắng thiên lập tức lấy lại tự tin. Chỉ là bán bộ thiên vương 4 sao mà cũng dám dở trò trước mặt tôi à. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết núi cao còn có núi cao hơn. Sứt lời, thanh liếm dài của viên thắng thiên bỗng lóe sáng. Cụ ta trở tay, mấy chục đóa hoa kiếm bỗng bao phủ lấy tiêu chính văn. chương 1272 Đừng nhìn tiêu chính văn trông bình tĩnh mà lầm, thật ra đối mặt với cao thủ mạnh hơn mình nửa cảnh giới như viên thắng thiên, áp lực của anh vô cùng lớn. Đối mặt với lưới kiếm đan trước mặt mình, tiêu chính văn chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Sức chiến đấu của thiên vương long cấp 5 sao quả nhiên không phải là cấp bậc như độ thiên chân nhân có thể so sánh. Thậm chí tiêu chính văn phải dựa vào giác quan thứ 6 của mình để đoán mỗi một đường kiếm của viên thắng thiên. Vì tốc độ quá nhanh, mắt thường có thể chưa nhìn thấy kiếm quang nhưng sát khí đã đến ngay trước mặt. Ken ken ken. Liên tiếp đỡ được ba kiếm của viên thắng thiên, tiêu chính văn không khỏi lùi về sau, bàn tay nắm chặt con dao quân đội năm cạnh cũng hơi run rẩy chỉ dựa vào sức lực và sự nắm chắc về lực tự nhiên thì tiêu chính văn và viên thắng thiên không cùng một cấp bậc mỗi lần đỡ được thanh kiếm dài trong tay viên thắng thiên đều khiến tiêu chính văn cảm thấy con dao quân đội năm cạnh của mình như đâm phải một ngọn núi nhỏ phản lực mạnh khiến cánh tay tiêu chính văn hơi tê dần danh con dám khiêu chiến với nhà họ viên cậu còn non lắm nếu Tiêu Long vẫn còn sống, có lẽ ông ta có tư cách đấu với tôi, đáng tiếc nhà họ Tiêu các cậu không còn hy vọng lật ngược tình thế nữa rồi. Thấy bàn tay cầm con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn liên tục run rẩy, viên thắng thiên thầm nghĩ đã nắm chắc thêm vài phần thắng. Trên mặt cụ ta không khỏi nở nụ cười đắc ý. Năm đó nhà họ viên cũng xem như có một chân trong việc chủ mưu tiêu diệt nhà họ tiêu. Hơn nữa ngoài võ thí thiên gia, Nhà họ viên gần như đều góp mặt vào tất cả hành động nhắm vào nhà họ tiêu. Mối ân oán này cũng là nguyên nhân khiến cả nhà họ viên cứ mãi sống trong lo lắng bất an. Bây giờ ngay cả tiêu chính văn cũng chết trong tay cụ ta, lòng viên thắng thiên như nhẹ nhóm hẳn đi, cụ ta cười càng hả hê. Ô, ông mà cũng xứng đấu với ông nội tôi sao? Nếu không phải năm đó các ông dùng thủ đoạn bị ổi thì sao có thể hại được ông nội tôi? Nhắc đến mối thù biển máu của nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Văn không kiềm chế được cảm xúc, nghiến răng siết chặt con dao quân đội năm cạnh trong tay. Hừ, nói nhiều cũng vô ích, nếu Tiêu Long vẫn còn sống thì để ông ta tận mắt chứng kiến tôi giết cháu ông ta thế nào đi. Ha ha ha. Viên thắng thiên cười như điên, sau đó vùng thanh kiếm dài trong tay lên, vô số vòng sáng màu bạc như thiên hà chảy ngược chém vào người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn đè chặt mình ngay tại chỗ. Còn con dao quân đội nằm cạnh trong tay anh lại như nặng cả nghìn cân. Thấy vô số ánh bạc đã lao đến trước mặt Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan trợn mắt, che miệng thốt lên, chồng ơi, cẩn thận. chương 1273 Chủ thượng, mau tránh đi. Độ thiên chân nhân cũng nóng ruột đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi lúc này người nhà họ lãnh cũng toát mồ hôi thay tiêu chính văn. Bàn tay để trên tay vịn của lãnh kế hồng đã ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi lạnh trên trán cũng nhỏ giọt tí tách. Anh tiêu. Mặt mày lãnh hàn băng trắng bệch đứng phát dậy, đôi mắt căng thẳng nhìn tiêu chính văn trên võ đài. Lúc này trong mắt viên thắng thiên chỉ còn lại sự phấn khích như thể cụ ta đã nhìn thấy cảnh tượng tiêu chính văn chết thảm dưới kiếm của mình. Mặc dù giết chết một cao thủ cảnh giới bán bộ thiên vương 4 sao là chuyện bình thường với cụ ta. Nhưng giết tiêu chính văn lại có ý nghĩa khác hoàn toàn với những người khác. Chết đi. Viên thắng thiên hét lên một tiếng, tay lại dùng thêm sức chỉ mong sao nhát kiếm này có thể chém tiêu chính văn làm đôi. Gió toát ra từ nhát kiếm mạnh mẽ khiến mái tóc của tiêu chính văn tung bay. Quanh người tiêu chính văn như bị hơi thở chết chóc bao quanh, thậm chí ngay cả thiên tử đang xem phát sóng trên tv cũng không khỏi nhắm mắt lại đây là kết cục phải chết ngay khi tiêu chính văn sắp rơi vào tuyệt vọng thì anh bỗng nhớ đến những lời ông lão lạ mặt từng nói trong sân nhỏ ở côn luân vào ngày hôm đó đương nhiên không chỉ có đất nước lửa gió mà hư không mới là thứ không có giới hạn hư không trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cõi lòng tiêu chính văn bỗng chốc trở nên trống rỗng mọi suy nghĩ vẩn vơ trong lòng lập tức tan biến cảm giác sự chuyển động của không khí xung quanh như cơ thể mình hòa làm một với không khí xung quanh đây là cảm giác vô cùng kỳ diệu như thể từng sợi tóc của anh đều giãn ra bản thân anh chính là một phần trong không khí này ngay khoảnh khắc đòn tấn công của viên thắng thiên sắp đánh trúng đầu vai tiêu chính văn cơ thể anh lập tức lùi ra xa mấy mét xoạt kiếm khí xoẹt qua cả hiện trường không khỏi vang lên một trận thẳng thốt. Hay lắm! Thiên tử đang xem phát sóng tình hình thực tế trước tivi cũng không khỏi hô vang một tiếng. Viên thắng thiên không ngờ tiêu chính văn lại có thể tránh được nhát kiếm này. Cụ ta sửng sốt một lát, sau đó lập tức lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo lúc nấy, cười nói không nhìn ra cậu còn giỏi như thế. Hừ, tiếc là cậu không chạy thoát được đâu. Vừa nói cụ ta vừa kiếng chân, nhanh như chớp lao về phía tiêu chính văn. chương 1274 Đồng thời thanh kiếm dài trong tay cụ ta bao phủ lấy tiêu chính văn như một tấm lưới lớn dày. Thật ra vừa nãy tiêu chính văn cũng chỉ né được đòn tấn công, nhưng kiếm khí mạnh mẽ đó đã xé toạc quần áo của anh thành một đường, đâm vào người anh. Nếu không phải anh đang ở trong tuyệt cảnh có lĩnh ngộ thì chắc đã chết dưới kiếm của viên thắng thiên rồi. Ngay cả bản thân anh cũng không biết rốt cuộc vừa nãy mình né được thanh kiếm đó như thế nào. Dường như anh chỉ xoay chuyển suy nghĩ, sau đó cả người bỗng dịch ra xa mấy mét ngay tức khắc. Có lẽ đây chính là sức mạnh thiên vương thật sự. Khi viên thắng thiên lại giơ kiếm, tiêu chính văn hơi ngẩng đầu lên, tay nắm chặt con dao quân đội năm cạnh, tức giận quát, giết. Con dao quân đội năm cạnh đó lập tức bay ra khỏi tay anh đâm thẳng về phía chán viên thắng thiên. Keng, keng, keng Liên tiếp bị thanh kiếm dài của viên thắng thiên chặn lại Nhưng con dao quân đội 5 cạnh vẫn đâm thẳng về giữa chán viên thắng thiên với góc độ hiểm hóc Sự hiểu biết về sức mạnh thiên vương của tiêu chính văn sâu sắc hơn thì khả năng khống chế mọi vật của anh cũng tăng lên Con dao quân đội 5 cạnh như mọc thêm một đôi mắt, thỉnh thoảng làm xáo trộn những đòn tấn công của viên thắng thiên Rõ ràng tiêu chính văn đang ở gần ngay trước mặt nhưng viên thắng thiên lại không thể tiến về trước nửa bước, dù sử dụng toàn bộ kỹ năng của mình, cụ ta cũng chỉ có thể phát ra sức mạnh với không khí. Cảm giác như đánh vào cục bông này suýt nữa khiến viên thắng thiên tức nổ phổi. Tiêu chính văn, cậu lại dám đánh một trận liều chết với tôi sao? Viên thắng thiên vừa vung thanh kiếm dài trong tay đỡ lấy con dao quân đội năm cạnh không biết từ đâu đâm đến, vừa hét lên với tiêu chính văn, nhưng tiêu chính văn làm ngơ với cơn giận của cụ ta anh vẫn khống chế con dao quân đội năm cạnh liên tục tấn công viên thắng thiên nhìn bề ngoài thì có vẻ tiêu chính văn vẫn đang gặp bất lợi mặc dù tạm thời viên thắng thiên không thể tấn công được nhưng cán cân phần thắng đã nghiêng về phía tiêu chính văn lúc này cuối cùng độ thiên chân nhân cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ cần tiêu chính văn tiếp tục nắm quyền chủ động trên võ đài thì viên thắng thiên đừng hòng làm tiêu chính văn bị thương đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa cường giả cảnh giới thiên vương và cảnh giới chủ soái dù mình là bên yếu thế thì cũng có thể đánh ngang tay với đối thủ có cảnh giới cao hơn bằng cách nào đó nhưng cũng chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi thật ra tiêu chính văn cũng biết rất rõ chỉ dựa vào việc gây nhiễu các đòn tấn công thế này hoàn toàn không thể làm viên thắng thiên bị thương a à, viên thắng thiên tức đến mức răng sắp bị nghiến vỡ nát cụ ta dứt khoát phước thanh kiếm dài trong tay đi dùng suy nghĩ khống chế để đánh với con dao quân đội năm cạnh của tiêu chính văn còn cụ ta thì nghiêng người lao đến chỗ tiêu chính văn Vứt kiếm trái tim độ thiên chân nhân như nhảy khỏi ngực lần nữa chỉ thấy viên thắng thiên vung một cánh tay lên hiện trường lập tức nổi lên một cơn cuồng phong mà trung tâm của cơn cuồng phong này đang cuốn về phía tiêu chính văn Đồng thời Viên Thắng Thiên vung tay lên đánh lên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Chương 1275. Tiêu Chính Văn, nộp mạng đi. Cú đánh này của Viên Thắng Thiên mang theo tiếng gió vù vù, phối hợp vô cùng ăn khớp với cơn cuồng phong ban nãy. Tiêu Chính Văn liên tiếp lùi ra sau, đầu tiên là né tránh trận gió xoáy đó, sau đó lại quay người tránh cú đấm của Viên Thắng Thiên, giơ chân lên, đầu gối thúc thẳng vào ngực của Viên Thắng Thiên bóp lúc đầu gối của tiêu chính văn thúc vào ngực của viên thắng thiên cú đấm của viên thắng thiên cũng đồng thời đập vào đầu gối của tiêu chính văn không trung lập tức bùng nổ một làn sóng khí cơ thể của hai người vừa mới tách ra đã lại lao vào một chỗ cùng nhau chiến đấu hai nắm đấm của viên thắng thiên nhanh như tia điện đánh thẳng vào chỗ hiểm của tiêu chính văn tiêu chính văn vừa né đòn nhanh như cắt vừa trả đòn hai người đã đấu với nhau không dưới một nghìn chiêu. Viên thắng thiên dù gì cũng ở cảnh giới cao, mạnh hơn tiêu chính văn một bậc. Nếu so sánh, bất luận là thể năng hay là lực đạo, tiêu chính văn đều không có cách nào sánh bằng viên thắng thiên. Giao đấu chưa đến 10 phút, mồ hôi trên trán tiêu chính văn đã chảy đầm đìa. Mà viên thắng thiên lại vẫn bình thường như không, không có một chút dấu hiệu mệt mỏi nào cứ tiếp tục đánh tiếp thế này, tiêu chính văn chắc chắn sẽ thua. Khóe miệng viên thắng thiên khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười thâm độc. Thế nhưng đúng lúc này, cú đấm tay phải của viên thắng thiên vừa đánh trúng vào ngực của tiêu chính văn, chỉ thấy ngực của tiêu chính văn lóe lên ánh sáng sắc lạnh, một luồng sáng màu vàng phát ra từ nơi đó. Trong đầu viên thắng thiên đột nhiên bị một cảm giác nguy hiểm chết chóc bao phủ, vội vàng thu tay lại thế nhưng cụ ta lại kinh ngạc phát hiện ra cơ thể của mình đã hoàn toàn không còn chịu sự chi phối của bản thân nữa sao có thể như vậy chứ lẽ nào lẽ nào đây là trận pháp viên thắng thiên bị ý nghĩ này dọa sợ chết khiếp cả người đầm điềm mồ hôi lạnh lẽ nào tiêu chính văn không chỉ tinh thông võ thuật mà còn tinh thông cả trận pháp nữa sao mẹ kiếp sau khi chửi thầm trong lòng một câu viên thắng thiên thể hiện hết toàn bộ võ thuật của mình ra. Một bức tường khí đột nhiên chắn ngay trước người viên thắng thiên. Một giây sau, một thanh giáo giải liệt long màu đỏ đã xuất hiện trong tay tiêu chính văn, ngôi sao lạnh băng sắc nhọn đó cứ thế lao về phía viên thắng thiên. chương 1276 Chỉ là thanh giáo bị bức tường khí trước mặt viên thắng thiên chặn đứng lại. Keng Cùng với tiếng và đập của kim loại sắc nhọn, viên thắng thiên cũng sợ tới mức cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, tận dụng cơ hội này, viên thắng thiên vội vàng lùi ra sau. Thế nhưng làm gì có chuyện tiêu chính văn để cho cụ ta chạy thoát? Vây Cùng lúc chữ vây được thốt ra từ trong miệng tiêu chính văn, không khí xung quanh viên thắng thiên đột nhiên gợn sóng. Lúc tiêu chính văn vùng thanh giáo giải liệt long màu đỏ nhắm về phía viên thắng thiên thêm lần nữa, viên thắng thiên vẫy tay trong không trung thu thanh kiếm giải về vút mũi nhọn của thanh kiếm dài liệt long lao về phía viên thắng thiên viên thắng thiên cũng giơ thanh kiếm trong tay lên đưa kiếm dài ra chắn phía trước mình để đón lấy thanh giáo của tiêu chính văn không phải viên thắng thiên không muốn trốn tránh mà lúc này dường như cụ ta đã bị không khí xung quanh giam cầm căn bản không có cách nào cử động dù chỉ một chút trải qua trận chiến gian khổ vừa rồi lúc này tiêu chính văn cũng không mấy lạc quan, sức mạnh trong cơ thể giống như bị rút cạn. Liên tiếp phóng giáo hai lần để đối chọi với viên thắng thiên, lúc này ngay cả sức lực cầm giáo tiêu chính văn cũng không còn nữa. Giết! Tiêu chính văn phẫn nộ gầm lên, dồn hết chút sức lực cuối cùng, phóng thanh giáo ra với tốc độ cực nhanh thêm lần nữa. Cùng lúc này, viên thắng thiên cũng phát ra một tiếng phẫn nộ kinh thiên động địa, giơ kiếm đón lấy tiêu chính văn ầm 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 hai người liên tiếp đối chọi ba chiêu tiêu chính văn chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau buốt lúc cúi đầu nhìn thì thấy lòng bàn tay đã bị rách toạc máu tươi chảy men theo bàn tay lên trên thân cây giáo dài liệt long màu đỏ dường như cảm nhận được sự kích thích của mùi máu tanh thanh giáo dài đó lập tức lóe sáng phát ra những tiếng vang ù ù ngay cả tiêu chính văn dường như cũng bị ảnh hưởng theo cơ thể vốn dĩ đã sức cùng lực cạn giống như đang có một nguồn sức mạnh dồi dào bổ sung vào ngay sau đó tiêu chính văn đột nhiên cảm thấy khí huyết trào dâng cuồn cuộn ở ngay vị trí tim nguy rồi đây là điểm báo của việc đột phá cảnh giới thế nhưng đối với tiêu chính văn mà nói đột phá vào lúc này tuyệt đối không phải chuyện tốt chỉ thấy viên thắng thiên cầm kiếm sông về phía mình thế nhưng tiêu chính văn lại vì khí huyết sục sôi trước khi đột phá cảnh giới nên căn bản không gom nổi chút sức lực nào. A, à, Tiêu chính văn phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, giơ thanh giáo phi nhanh về phía viên hốn thiên. Vù vù! Phù! Trường 1277 Vào lúc tiêu chính văn giơ thanh giáo giải liệt long ra, trong cơ thể tiêu chính văn đột nhiên bùng nổ một luồng sức mạnh, khí thế cũng theo đó mà dâng cao thêm lần nữa, một bước tăng lên cảnh giới thiên vương cấp thiên bốn sao. A, à, nghe thấy tiếng phá không đầy bất thường đó, viên thắng thiên không khỏi sướng sờ. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tia sáng đỏ xẹt qua trước mắt của ta, thanh giáo giải liệt long trước mắt đã tới ngay sát cạnh. Tới lúc cụ ta lại nghĩ tới cách dùng tường khí chắn đỡ thì đã không kịp nữa. Phục. Cả thanh giáo dài xuyên thẳng qua ngực của viên thắng thiên bóng dáng của tiêu chính văn cũng xuất hiện ngay sau lưng viên thắng thiên. Khổ khổ. Viên thắng thiên ho khan vài tiếng, nhổ ra một ngụm máu từ trong miệng, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy vết đâm đầy máu trước ngực, cơ thể run lên lẩy bẩy, cụ ta từ từ quay đầu lại, không cam tâm nhìn về phía tiêu chính văn. Chuyện này sao có thể chứ? Cậu, cậu. Leng keng. Một giây sau, thanh kiếm dài trong tay viên thắng thiên rơi xuống đất, cả cơ thể đổ dầm xuống dưới võ đài. Cụ tổ! Cụ tổ! Nhìn thấy vậy, đám người nhà họ viên ban nãy vẫn còn đắc ý đều kinh ngạc suýt rất cả cầm. Viên sùng long lao thẳng lên trên võ đài, đưa tay đỡ viên thắng thiên lại, nói với sắc mặt trắng bệch cụ tổ. Cụ, cụ, không sao chứ? Cụ! viên thắng thiên chưa kịp trả lời thì đã phun ra thêm một ngụm máu nữa. Ánh mắt vô hồn của cụ ta nhìn viên sùng long, chỉ khẽ lắc đầu với ông ta. Thế nhưng viên sùng long căn bản không hiểu viên thắng thiên rốt cuộc có hàm ý gì. Hai cụ tổ của nhà họ viên lần lượt chết ở Giang Trung Ư. Người nhà họ Đông Phương đang nhìn tình hình biến chuyển, đồng loạt hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Tên tiêu chính văn này quá ngang ngược thế nhưng cái chết của hai cụ tổ nhà họ viên cho họ một lời nhắc nhở tiêu chính văn này tuyệt đối không phải là người tầm thường mau mau đi sau khi viên thắng thiên thốt ra ba chữ cuối cùng trong cuộc đời thì cũng bỏ mạng ngay tại chỗ lúc này cơ thể tiêu chính văn cũng đang lảo đảo ban nãy khi thanh giáo giải liệt long xuyên qua ngực của viên thắng thiên tiêu chính văn cũng bị viên thắng thiên đấm trúng vào mạn sườn bên trái Vết thương cũng không hề nhẹ. Chương 1278. May là lúc đó mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Viên Thắng Thiên vẫn chưa dùng hết toàn lực. Nếu không chắc chắn kết cục sẽ là hai kẻ bại trận đều trọng thương. Trông à, anh có bị thương không? Khương Vi Nhan là người đầu tiên lao lên võ đài, hai tay đỡ lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn, quan tâm hỏi han. Chủ thượng, cậu, cậu sao rồi? đỗ thiên chân nhân cũng lao lên võ đài đỡ tiêu chính văn dậy tiêu chính văn khẽ lắc đầu sau đó nhẹ nhàng đẩy hai người ra quay đầu lại nói với viên sùng long hôm nay tiêu chính văn tôi sẽ không tiêu diệt toàn bộ nhà họ viên mấy người nhưng nếu người nhà họ viên còn dám đặt chân tới giang trung thì sẽ giết không tha suốt lời tiêu chính văn quay người bước xuống bên dưới võ đài đám người đang hóng hớt đương nhiên cũng tự động nhường cho tiêu chính văn một lối đi Lãnh Kế Hồng vô cùng kích động mời Tiêu Chính Văn lên xe riêng của mình. "Cậu Tiêu, cậu đúng là võ thần." Ông gia vẫn còn chưa dứt lời đã thấy Tiêu Chính Văn đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó ngất lịm. Phụt. Tiêu Chính Văn nôn ra một ngụm máu, cả người anh mất đi ý thức. Thật ra lúc nãy Tiêu Chính Văn cũng chỉ dựa vào sức lực cuối cùng để bước xuống võ đài. Tiêu Chính Văn không thể ngã xuống càng không thể hộp ra máu trước mặt mọi người. Nếu không, bốn gia tộc lớn nhất định sẽ chấp lấy thời cơ để giết anh. Đến lúc đó không chỉ tiêu chính văn mà ngay cả tập đoàn Vi Nhan cũng sẽ bị xóa sổ khỏi Giang Trung. Thấy tiêu chính văn bị thương nặng đến mức ngất xỉu, lãnh kế hồng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, nhất thời cũng hoảng loạn. Cậu tiêu, cậu tiêu, cậu tỉnh lại đi, cậu tiêu. Lãnh kế hồng liên tục lắc tiêu chính văn, nhưng lúc này anh không có chút phản ứng nào. Chủ! Độ thiên chân nhân chưa nói hết câu đã bị Khương Vi Nhan ở bên cạnh giơ tay ngăn lại. Đừng làm loạn, mọi người cứ xem như chưa có gì xảy ra, lên xe, chúng ta đi thôi. Khương Vi Nhan cũng tái mặt vì sợ hãi, nhưng lúc này có vô số ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào mấy người tiêu chính văn. Nếu họ mà loạn lên ở đây thì sẽ vô thức để lộ ra chân tướng. Lúc này Khương Vi Nhan đã hiểu tại sao Tiêu Chính Văn lại phải che giấu vết thương, ép bản thân giả vờ bình tĩnh. Vâng, mấy người độ thiên chân nhân vội đáp. chương 1279 Khương Vi Nhan thuận thế ngồi vào xe rồi dặn dò, mau lái xe. Cố gắng rời khỏi tầm mắt của mọi người, không thể để bất kỳ ai nhìn thấy tình trạng bây giờ của chồng tôi. Gió Lãnh kế hồng hơi sửng sốt, quay đầu lại lạnh lùng nói với người ngồi ở ghế phó lái, mau xuống đuổi đám người đó đi. Lúc này một đám phóng viên đang cầm máy quay chạy về phía xe của lãnh kế hồng. Lãnh hàn băng chật vật nuốt nước bọt, sau đó đẩy cửa xe ra rồi xuống bước. Đứng lại, các người không muốn sống nữa phải không? Dám chặn đường của anh Tiêu, có phải cũng muốn mãi mãi ở lại đây giống hai người trên võ đài kia hay không? Lãnh Hàn Băng đảo mắt phất tay với phía sau, ba bốn người vệ sĩ lập tức chạy đến. Các phóng viên và đám đông hóng chuyện chặn trước đầu xe lãnh kế hồng đều sợ hãi bởi lời nói của Lãnh Hàn Băng. Sau đó nhìn mấy chục vệ sĩ kia, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ hung hãn. Các phóng viên vốn dĩ còn định phỏng vấn Tiêu Chính Văn cũng đồng loạt lùi lại, không dám bước lên trước nữa đám đông chặn đường đó cũng tự động tránh qua một bên trừ lại một con đường để xe của lãnh kế hồng đi qua. Lãnh hàn băng vẫn lo mình diễn không giống bèn vung tay lên với cấp dưới, đẩy đám người này ra cho ông, ai dám chặn đoàn xe của anh Tiêu thì đánh gãy chân chó của người đó. Vâng. Mấy chục vệ sĩ đáp rồi đồng loạt rút dao nhọn trên người ra. Đám đông thấy thế vội vàng tránh ra một chỗ rất xa ngay cả mấy phóng viên cũng vội vã lẫn vào trong đám đông không dám quay chụp gì nữa. Thấy đám đông đứng cách xe tiêu chính văn đi ít nhất mười mấy mét, lãnh hàn băng mới thở phào sau đó bước lên chiếc xe cuối cùng rồi đi khỏi đó cùng với đoàn xe. Nhìn vẻ ngông nghênh của lãnh hàn băng từ xa, viên sùng long suýt nữa nghiến vỡ răng. Hai tay ông ta ôm thi thể của viên thắng thiên lên, rồi lại nhìn viên hỗn thiên đã thành bùn thịt, hai hàng nước mắt chảy xuống đôi gò má gia chủ, chúng ta phải làm sao đây?" Một người nhà họ Viên bước đến, vẻ mặt hơi hoảng loạn nói. Lúc này mấy ông lớn trước đó ủng hộ nhà họ Viên đều đang cảm thấy rất căm hận. Họ đều nhìn đám người nhà họ Viên bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Họ xót thương cho số mệnh của mình, hôm nay nhà họ Viên thất bại, không cần nghĩ cũng biết số mệnh sau này của họ ra sao họ phẫn nộ là vì ông cụ khốn kiếp viên hỗn thiên ngoài việc khoe mẽ ra thì chẳng có bản lĩnh gì nữa. Ngay cả một chiêu cũng không đỡ được thì đã chết trong tay một người dưới trướng tiêu chính văn. Vì tin tưởng nhà họ viên nên họ đã đặt cược toàn bộ tính mạng cả nhà vào đó, kết quả thì sao? Cho dù họ nhà tan cửa nát, nhưng thái độ của nhà họ viên cũng sẽ quyết định sự lựa chọn của họ lúc này. Dù là chết, họ cũng sẽ kéo theo nhà họ viên chết cùng chúng ta, chúng ta về Long Kinh. Viên sùng long hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói. chương 1280. Sau đó ông ta nhìn mấy ông lớn Giang Trung đang nhìn cả nhà họ viên bằng ánh mắt tức giận đó. Lạnh nhạt nói, sao nhà họ viên tôi có thể khuất phục thằng danh tiêu chính văn được chứ? Các vị không cần lo lắng, đợi tôi về đến Long Kinh sẽ xin ý kiến ba cụ tổ, khiến thằng danh này chết không chỗ dung thân. Sứt lời, Viên Sùng Long sải bước đi xuống võ đài. Nghe Viên Sùng Long nói thế, mọi người cảm thấy vô cùng hối hận. Lúc đầu tại sao mình lại tin tưởng nhà họ Viên cơ chứ? Dù đã đến lúc này nhưng nhà họ Viên vẫn đang uy hiếp bọn họ. Những lời Viên Sùng Long vừa nói không phải cho bọn họ một viên thuốc an thần mà là đang cảnh cáo họ, nhà họ Viên vẫn còn ba cụ tổ nữa chưa xuất hiện bất kể họ muốn báo thù nhà họ viên thế nào thì trước hết phải cân nhắc cẩn thận đây là lời đe dọa thẳng thừng sau đó đám nhà họ viên nhanh chân bước xuống võ đài theo viên sùng long lúc này thiên tử ở long kinh xa sôi gật đầu lia lịa tiêu chính văn đánh trận này cực hay nhà họ viên đã có hai cụ tổ chết rồi cũng có nghĩa là đánh một hồi chuông cảnh cáo với mấy gia tộc lớn khác thiên tử ông lạc muốn gặp người đúng lúc này một viên quan bước vào báo với thiên tử ông lạc ông ta lại có chuyện gì bảo ông ta vào đi thiên tử nhíu mày nói với người kia nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự căm hận vâng người đó xoay người rời đi không lâu sau ông lạc giải bước đi vào đại điện ông lạc thấy ông lạc bước vào thiên tử thay đổi sắc mặt mỉm cười tỏ vẻ vô cùng thân thiết bước đến đón ông ta thiên tử, tôi đã điều tra kỹ càng, lúc đảm đương chức vụ quốc lão, tần hán quốc tham ô công quỹ với số tiền lớn, hơn nữa trong tay ông ta luôn nắm giữ khoản tiền chi phí quân sự của Hoa Quốc. Cậu xem đây này, mỗi năm đều cấp cho khu vực phía Bắc mấy tỷ, nhưng quân phá Long ở khu vực phía Bắc lại chỉ có 2, 300 nghìn, tại sao dùng nhiều tiền thế? Ô, Thiên tử quay đầu lại nhìn ông Lạc, tiện tay nhận lấy cuốn sổ ghi chép trong tay ông ta, đọc lướt qua một lượt. Đọc đến trang cuối cùng thấy vết mực bên trên vẫn chưa khô, ánh mắt thiên tử thoáng qua tia lạnh lùng nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi thôi. Cậu xem đi, Thảo nào Tiêu Chính Văn không nịnh nọt đòi thưởng với thiên tử, với số tiền lớn mà hắn Tham Ô thì còn mặt mũi nào đòi thưởng nữa chứ? Mắt ông Lạc lóe sáng nói. Vậy theo ý ông Lạc là Tần Hán Quốc và Tiêu Chính Văn liên hợp lại lập mưu cùng Tham Ô chi phí quân sự của đất nước sao? thiên tử cao mày hỏi. Ông Lạc gật đầu đáp, đúng thế, qua điều tra xác minh, mỗi năm quân phá Long có mấy tỷ chi phí quân sự không biết đi về đâu, hơn nữa số tiền này trùng khớp số tiền Long các sắp xếp giao cho khu vực phía Bắc. Vì thế theo tôi thấy chắc chắn không chỉ có tần Hán Quốc và tiêu chính văn mà là cả Long các đều tham dự vào chuyện này. Ở đây còn có địa chỉ nơi ở của Giang Vạn Long và tần Hán Quốc, cậu xem đi, diện tích đất cực rộng, Chuyện này, chuyện này quả thật khiến người ta căm phẫn. Chương 1281. Nghe ông Lạc nói thế, thiên tử không khỏi hơi dao động. Diện tích nhà của Tần Hán Quốc và Giang Vạn Long rộng lắm sao? Thật ra chuyện này cũng đúng nhưng đã là chuyện của 30 năm trước rồi. Hơn nữa mấy khu nhà này đều do tổ tiên hai nhà để lại. 30 năm trước, bắt đầu từ ngày bước vào Long Các, Tần Hán Quốc và Giang Vạn Long đều giao hết nhà đất cho quốc gia. Để chứng minh mình trong sạch. Thiên tử, cậu cậu sao thế? Thấy ánh mắt thiên tử, ông Lạc rè giật hỏi. Thiên tử cắn răng nói, quả thật đáng giận, bảo người điều tra kỹ càng sau đó báo cho tôi biết. Vâng. Ông Lạc vừa đi được mấy bước lại xoay người nói với thiên tử, "Thiên tử, thế Tiêu Chính Văn." Điều tra luôn nhưng tốt nhất bên tiêu chính văn đừng tra quá lộ liễu, âm thầm điều tra là được. Xuất lời, thiên tử khoát tay tỏ ý ông Lạc ra ngoài. Đến khi ông Lạc đi xa, quan chức già bên cạnh thiên tử nhíu mày nói, thiên tử, người này độc ác, dã tâm rất lớn, lẽ nào cậu để mặc ông ta như thế thật? Để mặc ư? Ánh mắt thiên tử lóe lên tia sáng lạnh lùng nói, câu cá thì phải có mồi, mồi càng lớn thì cá cắn câu cũng càng lớn nói xong thiên tử cất bước đi lên thiên đài chín tầng của thiên tử các lúc này trong lòng thiên tử rất hỗn loạn sao thiên tử lại không biết con người ông lạc chứ các lão âu dương một lòng trung thành với hoa quốc sao thiên tử lại không điều tra nhưng từ khi ông lạc đến cạnh thiên tử thì đã có nhiệm vụ là giúp đỡ thiên tử kế vị không từ mọi thủ đoạn những người như thế chắc chắn phải có một thế lực lớn đứng đằng sau Võ thần tông hiểm ác ra mặt như thế không hề đáng sợ. Người ta thường nói tránh được mũi giáo trước mặt, khó phòng mũi tên ngầm sau lưng. Khi nào ông Lạc và đám người đứng đằng sau ông ta chưa lộ diện thì thiên tử chỉ đành nhịn đau để mặc ông ta làm loạn. Để người khắp thiên hạ này đều biết thiên tử là một kẻ ngu đần. Chỉ có như thế đám người ông Lạc mới làm việc càng không kiêng nể gì. Hai vị các lão, tôi có lỗi với hai vị. Xuất lời, thiên tử chắp tay ra sau lưng, cúi đầu lại một lạy về phía quê hương của Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc. Lúc này tiêu chính văn được mọi người đưa về biệt thự. Độ thiên chân nhân vội vàng lấy thuốc trị nội thương tốt nhất trong sư môn ra cho tiêu chính văn uống. Chủ thượng, chủ thượng, chương 1282. Độ thiên chân nhân nhìn tiêu chính văn nằm trên giường. Chồng ơi, anh sao rồi? Khương Vi Nhan tái mặt nhìn Tiêu Chính Văn uống thuốc trị vết thương của Độ Thiên Chân Nhân. Một lúc lâu sau, Tiêu Chính Văn mới miễn cưỡng mở mắt. Anh không sao, người nhà họ viên rời khỏi Giang Trung rồi à? Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn lãnh kế hồng nói. Cậu Tiêu, chúng ta vừa đi thì đám người nhà họ viên đã lên máy bay riêng bay về Long Kinh rồi hơn nữa vừa nãy có không ít ông lớn ở Giang Trung gọi đến nói mong rằng có thể gặp được cậu để nhận lỗi với cậu. Lãnh kế hồng đến gần tiêu chính văn nhỏ giọng nói. Trông à, bây giờ có phải chúng ta nên hòa hoãn mối quan hệ với mấy người này không? Khương Vi Nhan không lo những chuyện khác, cô chỉ lo tiêu chính văn bị thương nặng, ngộ nhỡ mấy gia tộc đó muốn gây xung đột rồi truyền tin tức tiêu chính văn bị thương ra ngoài. Chủ mẫu, tôi có lời muốn nói, không biết có nên nói hay không. Độ thiên chân nhân bước đến trầm giọng nói. Ông cứ nói đi. Khương Vi Nhan vẫn có thái độ rất khách sáo với độ thiên chân nhân, dù sao tuổi cụ ta cũng đã cao. Tính ra độ thiên chân nhân vẫn lớn hơn ông nội Khương Vi Nhan mười mấy tuổi. Càng vào lúc nguy cấp thì thái độ càng phải cứng rắn, chủ thượng bị thương nặng là thật nhưng thiên kiếm tông tôi vẫn có thể giúp chủ mẫu một tay, số lượng tuy nhỏ, nhưng như thế mà vẫn có kẻ dám cả gan phản kháng thì giết cả gia tộc chỉ cần có một tấm gương thì chuyện ở giang trung có thể bình yên lãnh hàn băng đứng một bên nghe thấy thế mồ hôi lạnh vã ra như tắm cũng may lúc đầu chú ba của hắn kiên trì chứ nếu không nhà họ lãnh thật sự không còn cách nào cứu nổi như thế như thế có phải mạnh tay quá rồi không khương vi nhan cau mày mặc dù bây giờ tính cách của khương vi nhan đã thay đổi rất nhiều nhưng sau khi nghe độ thiên chân nhân nói thế cô vẫn không tiếp nhận được dù sao cũng là giết cả gia tộc thế phải giết bao nhiêu người chủ mẫu cô đừng bao giờ nhân từ với kẻ ác nếu hôm nay chủ thượng bị viên thắng thiên đánh bại thì e là chúng ta nói đến đây độ thiên chân nhân không nói tiếp nữa đúng thế ông cụ này nói chí phải nếu hôm nay cậu tiêu thất bại thì nhà họ lãnh bọn tôi cũng bị người ta diệt sạch. Lãnh kế hồng cực kỳ tán thành nói. Tiêu chính văn nghe hai người nói xong, chỉ thản nhiên nhìn Khương Vi Nhan. Tiêu chính văn đã giao quyền quyết định này cho Khương Vi Nhan. Ai cũng cần phải rèn luyện tính cách cứng rắn trong quá trình trưởng thành. chương 1283 Mặc dù anh biết rõ quyết định của Độ Thiên chân Nhân là đúng, nhưng bất kể khương vi nhan quyết định thế nào tiêu chính văn cũng sẽ ủng hộ chuyện này khương vi nhan siết chặt hai tay sắc mặt trắng bệch rơi vào trầm tư hồi lâu mới nói với tiêu chính văn chồng ơi anh nghĩ em bất kể em quyết định thế nào anh đều ủng hộ em tiêu chính văn mỉm cười nói với khương vi nhan nghe anh nói thế mấy người lãnh kế hồng đều đổ dồn ánh mắt về phía khương vi nhan lúc này mỗi một câu của cô có thể quyết định sự phân chia giang chung sau này hơn nữa nhà họ lãnh có thể quật khởi lên trong cục diện này hay không còn phụ thuộc vào một câu của khương vi nhan chủ mẫu đừng nhân từ với kẻ ác thế giới này lại áp dụng luật dừng nên phải ngăn chặn độ thiên chân nhân lo lắng khuyên răn lúc này khương vi nhan không khỏi nhớ đến tình cảnh của nhà họ khương trước đây cô vẫn luôn nhẫn nhịn muốn hòa hợp sống chung với mọi người bằng cách này. Nhưng kết quả thì sao? Chỉ có người khác không kiêng rè gì dẫm đạp lên người cô. Ngược lại, sau khi cô có thái độ cứng rắn thì người nhà họ Khương lại tỏ ra kính trọng cô. Cứ làm theo ý ông đi, thông báo cho tất cả gia tộc quỳ trước cửa tập đoàn Vi Nhan, nếu giao hết toàn bộ tài sản trong vòng 3 ngày thì sẽ miễn chết, còn nếu không diệt cả gia tộc. Khương Vi Nha nói xong chỉ cảm thấy sức lực cả người như bị rút cạn, vô lực ngã trên giường. Cậu lãnh, cậu cứ đi truyền đạt lại mấy lời này, nếu có người nói lời dèm pha thì cứ báo lại cho tôi là được. Độ thiên chân nhân lạnh lùng nói. Vâng vâng, tôi đi ngay. Cuối cùng lãnh kế hồng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Sau đó tiêu chính văn đích thân kê một đơn thuốc rồi đưa cho độ thiên chân nhân, Bảo cụ ta gọi người nhanh chóng đem mấy loại dược liệu này đến. Độ Thiên Chân Nhân vội vàng dặn dò đệ tử của mình đến Thiên Kiếm Tông lấy thuốc. So với mấy thảo dược trên thế giới thì thảo dược trong các môn phái võ tông lâu đời hơn và thuốc cũng mạnh hơn. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, cộng thêm uống thuốc tự tay mình điều phối, vết thương của Tiêu Chính Văn đã bắt đầu bình phục. Sáng hôm sau anh đã có thể xuống giường đi lại được lúc Khương Vi Nhàn đỡ Tiêu Chính Văn đi lại, Long Ngao bỗng gọi đến. Long Vương xảy ra chuyện rồi, ông là cử một quân đến điều tra các lão Giang và các lão Tần. Trong điện thoại vang len giọng nói lo lắng của Long Ngai. Cái gì? Chương 1284. Tiêu Chính Văn không nghe thì vẫn còn tốt, vừa nghe đã không kiếm chế được cảm xúc, sắc mặt u ám. Hai người Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc đã cáo lão về quê, trở về quê nhà ở ẩn. Lẽ nào ông Lạc vẫn không muốn bỏ qua cho bọn họ? Cứ muốn đẩy hai người bọn họ vào chỗ chết sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Chính Văn vội vàng nói, chuyện từ lúc nào? Vào tối ngày hôm qua, người của ông Lạc đã đến nơi ở của hai vị các lão, mới sáng sớm ngày hôm nay, người bên dưới trở về báo cáo, nói rằng con trai của hai vị các lão đều bị dẫn đi rồi, nhưng chúng tôi cũng không rõ tình hình cụ thể ra sao anh xem, chúng ta có cần cử người bảo vệ hai vị các lão không? Tiêu chính văn trầm mặc hồi lâu, ngực phập phồng lên xuống, liên tiếp lắc đầu nói, không, tôi đích thân đi. Không phải Điện Thần Long không có cách bảo vệ Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc mà là nếu Điện Thần Long vô cớ xuất binh, ngược lại có thể bị ông lạc nắm thóp, lại tố Điện Thần Long phạm tội kháng chỉ trước mặt thiên tử. Long Vương, tôi, giờ tôi sẽ cử người đi trước một bước. Long Ngao hơi lo lắng nói. Không cần, giờ tôi sẽ xuất phát, lập tức chuẩn bị máy bay trực thăng. Xuất lời, tiêu chính văn cúp điện thoại luôn. Chồng à, vết thương của anh nặng như thế, không thể ra ngoài nữa đâu, dù thế nào cũng phải dưỡng lành vết thương đã rồi tính tiếp. Khương Vi Nhan bưng một bát canh hầm vào trong sân, lo lắng nói với tiêu chính văn. Mặc dù cô không nghe rõ tiêu chính văn và Long Ngao nói gì với nhau, Thế nhưng lại nghe thấy mấy chữ chuẩn bị máy bay trực thăng. Bây giờ Tiêu Chính Văn bị thương nặng còn chưa kịp bình phục, sao có thể ra bên ngoài được chứ? Không, e rằng hai vị các lão đang gặp phải đại nạn, các lão Âu Dương đã phải chết vì anh, không thể để cho ông Giang và ông Tần đi theo gót ông ấy được. Nói xong, Tiêu Chính Văn uống hết bát canh. Sau khi đặt bát canh lên trên mặt bàn, Tiêu Chính Văn quay người nói với Khương Vi Nhan, anh không sao khoảng thời gian anh không có ở Giang Trung, nếu có bất kỳ chuyện gì thì em có thể bàn bạc với độ thiên chân nhân mọi lúc, người này có lẽ còn đáng tin hơn lãnh kế hồng nhiều. Sứt lời, tiêu chính văn thay quần áo rồi vội vàng đi ra khỏi cửa. Mặc dù trong lòng Khương Vi Nhan không nỡ, thế nhưng cô cũng hiểu rõ tình cảm giữa Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc với tiêu chính văn sâu nặng ra sao. Nếu như không để tiêu chính văn đi, một khi hai ông ấy gặp phải bất chắc gì, rằng Tiêu Chính Văn sẽ tự trách cả cuộc đời này. Rời khỏi biệt thự, Tiêu Chính Văn đi thẳng lên đỉnh núi cách đó không xa. Lúc này, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang đã lượn vòng bên trên đỉnh núi. Trường 1285, Tiêu Chính Văn túm lấy dây thừng, nhảy thẳng lên trên máy bay, sau đó nói với Long Ngao, mau, lập tức tới đó với tốc độ nhanh nhất. Gió Long Ngao vội vàng gạt cần điều khiển, Máy bay trực thăng bay thẳng về phía Tây Nam. Chưa đến nửa ngày, máy bay trực thăng đã bay tới khoảng trời bên trên nơi ở nhà họ Giang. Lúc này, xung quanh nhà họ Giang đang vang vọng tiếng khóc. Tiêu Chính Văn vội vàng nói với Long Ngao, "Xuống, mau." Đợi máy bay trực thăng đậu lại trên một sườn dốc, Tiêu Chính Văn và Long Ngao lần lượt đi vào trong khu nhà nhà họ Giang con trai của tôi a à, con con làm gì sai cơ chứ tại sao bọn họ lại đối xử với con như thế vẫn chưa bước qua cửa tiêu chính văn đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ tiêu chính văn vội vàng đẩy cửa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đột nhiên cảm thấy khí huyết sục sôi hai mắt hoa mờ vết thương cũ suýt tái phát lại nghe thấy tiếng bước chân ở cửa giang vạn long đang âm thầm lau những giọt nước mắt của tuổi già chậm rãi quay đầu lại nhìn. Ông Giang. Tiêu Chính Văn không nhịn được mà rơi nước mắt. Lúc này, một chiếc cáng đặt bên trong sân, trên cáng là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi đang nằm bất động. Chỉ là toàn thân người đó be bét máu, đã không còn nhịp thở nữa. Chỉ điểm này thôi cũng đủ để nhìn ra lúc còn sống người này đã phải chịu cực hình. Tiêu Chính Văn, tôi rốt cuộc tôi đã gây ra tội tình gì? nhìn thấy hai người Tiêu Chính Văn và Long Ngao, một người cương nghị như Giang Vạn Long cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, hòa khóc nước nở. nhìn thấy con trai mình bị một đám quan trước đến từ Long Kinh đánh đập dã man, Giang Vạn Long lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. mà con trai Tần Quốc Hào của Tần Hán Quốc cũng bị người ta dùng gậy kẹp gãy hai chân, sau đó bỏ mạng vì mất máu quá nhiều cảnh ngộ của hai nhà gần như không khác nhau chút nào. Là ai, là ai ra tay, tên khốn nào lại dã man như vậy? Long ngao tức đến mức phổi sắp nổ tung tới nơi, chỉ muốn xé xác kẻ hành hình ra làm trăm nghìn mảnh ngay lập tức. Ôi, bỏ đi vậy, có lẽ là do nửa đời trước tôi sát hại quá nhiều, vậy nên mới phải gánh chịu quả báo như thế. Nếu như mấy người đã tới rồi thì vào phòng ngồi trước đi. Giang Vạn Long lau nước mắt, dẫn Tiêu Chính Văn và Long Ngao vào trong phòng. Ông Giang, tại sao thiên tử lại làm như vậy? Ông Lạc lại lấy cớ gì, còn dám tra tấn người nhà mấy ông dã man như thế? chương 1286 Tiêu Chính Văn vừa mới ngồi xuống đã căm phẫn hỏi. Chuyện này Giang Vạn Long thở dài. Nói, bởi vì 30 năm trước nhà tôi phất lên, ông Lạc nói tôi tham ô chi phí quân sự, tự đút túi riêng, vậy nên thiên tử mới cử mấy người tưởng văn lộ tới để tra hỏi tra hỏi long ngao đứng phát dậy lửa giận mút trời đây cũng gọi là tra hỏi sao đánh chết người ta luôn rồi long ngao tiêu chính văn trầm giọng quát lên một tiếng long ngao nghiến răng kêu ken két ngồi xuống với vẻ rất không phục tối hôm qua bọn chúng đã dẫn chú giang đi sao tiêu chính văn trầm ngâm hỏi không là sáng ngày hôm nay hừ bị dẫn đi lúc nào không phải đều giống nhau hay sao chẳng mấy chốc sẽ tới lượt tôi thôi Giang vạn long hít mắt lắc đầu thở dài nói dù thế nào thì ông ấy cũng không vượt qua được cửa ải này nếu như ông lạc đã muốn diệt cỏ tận gốc thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ mà hiện giờ chỉ có bên phía bành trấn quốc vẫn chưa có tin tức gì có lẽ sau khi xử lý xong hai người bọn họ thì sẽ tới lượt bành Trấn quốc. Hừ, để tôi xem ai dám. Long ngao giọt một tiếng, rút ra một con dao găm, mạnh mẽ đặt lên trên mặt bàn. Tuyệt đối không được đâu, bọn chúng phụng mệnh thiên tử đến để điều tra, nếu như chúng ta chống cự bằng bạo lực thì chính là tội chồng thêm tội, kháng chỉ, bất luận là có lý do gì cũng phải chết. Nói tới đây, Giang Vạn Long hít sâu vào một hơi, vừa định đứng dậy, ngoài cửa đã truyền tới âm thanh ẩm ý. Tiêu chính văn nhìn về phía đó, một nhóm chấp pháp giống như lũ chó điên lao vào trong nhà giang vạn long. Bọn chúng không nói gì mà xách một đứa trẻ chừng 7 tuổi ra khỏi đám người. Một người đàn ông trung niên mặc đồ đại cán trong số đó tiến lên trước một bước, lạnh lùng gào vào bên trong phòng tội phạm Giang Vạn Long. Lập tức cút ra đây cho ông, nếu không ông đây sẽ cho thằng nhãi này ăn một viên đạn. Dứt lời, người đàn ông mặc đồ đại cán rút một khẩu súng ra, đạn đã lên nòng, chĩa thẳng vào bé trai tầm 6, 7 tuổi kia. Đó là chất của Giang Vạn Long. Nghe thấy lời này, Giang Vạn Long vội vàng lau sạch nước mắt, mạnh mẽ ấn vào tay của Tiêu Chính Văn và Long Ngao, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng, lớn tiếng nói, đừng vội ra tay. Tôi, tôi tới rồi đây. Giang Vạn Long vừa mới chạy vào trong sân, người đàn ông mặc đồ đại cán đã giơ tay giáng lên mặt giang vạn long một cái bạt tai nhếch mép cười khẩy nói thằng già sống dai còn nhận ra ông đây không năm đó ông đây chỉ làm nhục một con nhỏ thối tha nào đó thôi mà ông cứ khăng khăng không chịu buông nhất quyết ép tôi ra khỏi quân doanh năm đó ông có từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay hay không chương một nghìn hai trăm tám bảy người đàn ông trung niên trông mặt mày dữ tợn Bàn tay to nắm chặt tóc của cậu bé. Dù cậu bé nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố nghiến răng nghiến lợi, không hề khóc thành tiếng. Tưởng Văn Lộ, người mà cậu sỉ nhục năm đó là cô gái hoa quốc chúng ta. Cô bé mới chỉ 16 tuổi mà đã bị cậu giam cầm trong doanh trại, làm nhục đến chết. Cậu có biết rằng với tư cách là sĩ quan của Hoa Quốc, cậu làm vậy thì sẽ bị trời trừng phạt không hả? Nếu tôi không sa thải cậu thì công đạo ở đâu? Giang Vạn Long chỉ tay vào cậu bé, gầm lên. Tưởng Văn Lộ đắc ý cười lớn, đẩy cậu bé vào tay một thành viên trong đội chấp pháp, sau đó chắp tay sau lưng, chỉ vào mình nói, "Hừ, Giang Vạn Long, rõ ràng là vì ông đố kỵ." Ông không ưa tôi cũng không sao cả. Ông là có con mắt tinh tường biết nhìn người, bây giờ chẳng phải tôi được ăn no mặc sướng, hưởng vinh hoa phú quý rồi sao? nhưng ông thì thảm rồi các người đúng là cá mè một lứa sớm muộn gì cũng có ngày các người không được chết tử tế đâu giang vạn long vô cùng tức giận hai mắt trợn ngược lên nhưng lại không thể làm gì tưởng văn lộ trước mắt hừ đừng phí lời nữa tội trạng trong lời khai này ông có nhận không tưởng văn lộ vừa nói vừa vứt tờ lời khai vào tay giang vạn long nội dung viết bên trên cũng rất đơn giản ba các lão long các và tiêu chính văn tham ô chi phí quân sự. Giang vạn long cầm tờ lời khai lên xem, sau đó cười lớn, ruộng đất nhà tôi rộng minh mông bát ngát, tôi có thể chắp tay dâng ra thì còn cần đi tham ô mấy đồng bạc lẻ chi phí quân sự sao? Ôi, ông trời đúng là không phù hộ cho Hoa Quốc, để kẻ gian lộng hành, đúng là trời không có mắt. Ngay lúc Giang Vạn Long chuẩn bị xé tờ lời khai thì Tưởng Văn Lộ đã vươn tay lấy từ trên người ra một con dao, cắt quần áo của cậu bé, lạnh lùng nói: "Giang Vạn Long, ông phải suy nghĩ cho kỹ, ông có tin tôi mổ bụng mổ ngực nó không hả?" Tưởng Văn Lộ vừa nói vừa dùng mũi dao nhọn di qua di lại trên người cậu bé. "Cậu, cậu có còn là người không? Nó chỉ là một đứa bé 7 tuổi thôi." Mặt Giang Vạn Long lập tức lộ ra vẻ căng thẳng đứa bé, trong mắt tôi chỉ có tiền và quyền, đứa bé sao, hư, bất kể thế nào cũng phải hoàn thành mệnh lệnh của ông Lạc, chỉ cần ông ký tên lên bản lời khai thì tính mạng của đứa bé này sẽ được cứu. Còn nếu không thì tôi sẽ móc tim nó ra, nấu lên cho ông ăn. Tưởng văn lộ kiêu ngạo quát lớn với Giang Vạn Long. Trong phòng khách, Long ngao tức đến nỗi cả người run bần bật, sắc mặt tối sầm lại. Mẹ kiếp, từ đầu đến cuối, tay của Long Ngao chưa từng buông lỏng con dao găm, lòng bàn tay như sắp mài ra khói. Tiêu chính văn khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào tưởng văn lộ, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Các người, các người dám. Giang vạn Long nhìn tưởng văn lộ bằng ánh mắt lạnh như băng. Lúc này, trong lòng Giang vạn Long cũng dấy lên cảm giác muốn giết người. Vậy ông thử xem tôi có dám hay không? chương 1288. Tưởng văn lộ chắp tay sau lưng, đi tới chỗ thành viên đội chấp pháp, nói, lột ra chân đứa bé này cho tôi. Gió. Một thành viên đội chấp pháp cầm lấy con dao nhọn trong tay tưởng văn lộ, kéo cậu bé lên, định cắt ra thịt trên chân cậu bé. Ngăn hắn lại. Tiêu chính văn bình tĩnh ra lệnh. Long ngao giận dữ bật dậy, vung con dao găm về phía thành viên đội chấp pháp, lúc con dao chuẩn bị cắt vào da thịt của cậu bé thì đột nhiên hắn cảm thấy lạnh ở cổ tay sau đó bàn tay đang nắm con dao nhọn rơi xuống đất tên thành viên đội chấp pháp vẫn đang tự hỏi bàn tay này là của ai nhưng một giây sau cơn đau nhói đột nhiên truyền đến từ cổ tay hắn a à, tay của tôi tên thành viên đội chấp pháp kia vừa định đưa tay lên che miệng vết thương lại thì máu tươi đã bắn tung tóe Ai? Tưởng Văn Lộ cũng sững sờ, nếu con dao găm vừa rồi mà ném về phía hắn thì e rằng hắn đã mất mạng. Tôi Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, bước ra khỏi phòng, chỉ tay vào đứa bé, "Thả đứa bé ra thì tôi sẽ cho ông được sống yên ổn, nếu không tôi sẽ khiến ông sống không được mà chết cũng chẳng xong." Lúc Tưởng Văn Lộ nhìn rõ mặt Tiêu Chính Văn, sắc mặt của hắn cũng thay đổi vài lần. Nhưng ngay sau đó, hắn đã bình tĩnh lại tiêu chính văn không còn là vua bắc lương nữa hắn tự cổ vũ cho chính mình đồng thời nở nụ cười đắc ý xem ra giữa các người có mối quan hệ mờ ám không thể để người khác nhìn thấy vừa hay tôi đỡ phải đến giang trung bắt người người đâu bắt tiêu chính văn lại cho tôi hơn chục thành viên đội chấp pháp lập tức rút súng ra chĩa vào tiêu chính văn dù sao tiêu chính văn cũng từng là vua bắc lương ai dám coi thường anh chứ? Đối mặt với hơn chục khẩu súng lục, tiêu chính văn chỉ cười nhạt, đừng nói là súng lục, cho dù là 10 khẩu súng bắn tỉa thì trong mắt tiêu chính văn cũng chỉ là thứ vô dụng. Khổ khổ. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng ho khẽ, một ông lão mặc kiếm phục từ ngoài cửa bước vào sân. Tiêu chính văn, ông Lạc đã sớm đoán được rằng cậu nhất định sẽ tới. Ông lão lạnh lùng nhìn tiêu chính văn, vẻ mặt hơi kiêu ngạo. Tiêu chính văn liếc nhìn ông lão, đối phương là cao thủ cảnh giới thiên vương 3 sao, xem ra ông Lạc cũng không hề đơn giản. Tôi đến để bắt cậu theo lệnh của ông Lạc, tôi đã tới rồi thì tốt nhất là cậu đừng chống cự nữa, nếu không, tôi sẽ không khách khí với cậu đâu. Cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao quả thực là không hề đơn giản. Trường 1289 nếu như lúc trước Tiêu Chính Văn đối mặt với ông lão này thì có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội chiến thắng. Nhưng kể từ khi đánh bại Độ Thiên Chân Nhân, đột phá lên cảnh giới Bán Bộ Thiên Vương 4 sao thì thực lực của Tiêu Chính Văn đã mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là một Thiên Vương địa cấp 3 sao nhỏ bé mà cũng đủ tự tin để thách thức Tiêu Chính Văn sao? "Ồ, không khách khí ư?" Tiêu Chính Văn cười khẩy đánh giá ông lão, xem ra ông vẫn chưa từng giải qua nỗi đau người thân chết thảm ngay trước mắt mình nhỉ. Vừa nói, ánh mắt Tiêu Chính Văn đã lộ ra vẻ chết chóc. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu nghĩ rằng giết được viên hỗn thiên thì cậu có tư cách đối đầu với tôi sao? Tôi đúng là cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao, kém một bậc so với cậu. Nhưng số người khác biệt trong cảnh giới thiên vương cũng không ít. Cậu có biết tôi là ai không? ông lão chắp tay sau lưng mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo tưởng văn lộ cũng nhìn tiêu chính văn cười khẩy nham hiểm ông lão này là người tiêu chính văn không thể đắc tội nổi năm đó cụ ta chỉ xếp sau tiêu long chỉ là sau này trong trận giao chiến với võ thí thiên bị võ thí thiên đánh trọng thương từ đó cảnh giới thụt lùi cho nên bây giờ mới chỉ đến cảnh giới thiên vương ba sao tôi là hách liên sinh Ông lão nheo mắt, tự hào nói. Hách liên sinh. Người này không phải đã rút khỏi võ tông từ 30 năm trước rồi sao? Nhắc đến người này, thật sự cụ ta đã có một khoảng thời gian quá khứ huy hoàng. Trong võ tông, cụ ta từng dựa vào sức mạnh của bản thân đánh bại môn chủ trưởng giáo của mấy chục tông môn, sau đó lại khiêu chiến với võ thần tông. Năm đó võ thí thiên cũng đang lúc khí thế hừng hực, nhận lời khiêu chiếu của hách liên sinh ngay tại chỗ. Lúc đó Võ Thí Thiên chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao, mà người này đã là thiên vương cấp thiên 4 sao. Kết quả hai bên vừa mới ra tay chưa đến năm hiệp, hách liên sinh đã bị Võ Thí Thiên đánh thua thảm hại, thậm chí còn bị trọng thương, suýt thì chết thảm tại Võ Thần Tông. Nếu không phải năm đó Võ Thí Thiên cao ngạo vinh váo, khinh thường không muốn lấy mạng của cụ ta thì chắc giờ này cỏ trên mộ hách liên sinh đã cao 3 mét luôn rồi. Từ lúc bại dưới tay võ thí thiên, hách liên sinh đã mai danh ẩn tích, không còn lộ diện trong võ tông thêm nữa. Những tin đồn có liên quan đến cụ ta cũng rất nhiều. Có người nói cụ ta tự sát chết rồi, cũng có người nói cụ ta quá hổ thẹn nên đã bế quan. Ba mươi mấy năm trôi qua, sự xuất hiện của hách liên sinh hôm nay khiến tiêu chính văn không khỏi nhíu mày. Không phải anh kiêng rè người này mà là anh không biết rốt cuộc sau lưng ông lạc là những kẻ nào. Có thế lực ra sao? chương 1290 Loại người ở ẩn ba bốn mươi năm như cụ ta, dù đệ tử của cụ ta muốn gặp mặt một lần thì cũng khó như lên trời. Thấy tiêu chính văn nhìn mình nhưng lại không nói gì, hách liên sinh cười khẩy lên tiếng, cậu thanh niên, nếu đã nghe nói tới danh hiệu của tôi thì tôi cũng chẳng cần ra tay làm gì nữa, quỳ xuống. Tiêu chính văn, cậu mau đi đi, chuyện này không liên quan gì tới cậu. Giang vạn Long vội vàng tiến lên trước khuyên nhủ. Giang vạn Long đương nhiên biết tới tên tuổi của hách liên sinh, bất luận người này có cảnh giới thế nào thì cũng là một nhân vật nguy hiểm. Ông Giang, ông lo lắng hết lòng vì Hoa Quốc, không hổ với danh xưng các lão, Tiêu chính văn tôi đương nhiên không thể để mấy kẻ hèn hạ này hại ông và ông Tần, nhà tan cửa nát. Sứt lời, tiêu chính văn vẫy tay với Long Ngao phía sau lưng, ý bảo anh ta bảo vệ Giang Vạn Long. Sau đó anh chắp một tay ra sau lưng, chậm rãi bước vào trong sân, vừa đi vừa nói với hách liên sinh, năm đó võ thí thiên tha cho ông một mạng, thế nhưng hôm nay ông đừng hòng trốn chạy được khỏi lẽ phải. Tôi nhất định sẽ giết chết ông. Cái gì? sắc mặt hách liên sinh chợt biến đổi thằng danh tiêu chính văn này lại điên cuồng như vậy sao ồ tôi khó mà trốn chạy được khỏi lẽ phải ư cậu không đợi hách liên sinh nói hết câu tiêu chính văn đã vung tay giữa không trung một trận pháp được kết thành làn sóng khí mang theo cuồng phong tát thẳng lên mặt hách liên sinh vang lên một tiếng bốp tát vào mặt ở khoảng cách xa cú tát này rất kêu khiến mọi người vô cùng kinh ngạc Tiêu chính văn cách hách liên sinh gần 10 mét, chỉ cần vung tay một cái đã dáng cho hách liên sinh một cái tát đau điếng. Cú tát này khiến răng giả của hách liên sinh văng ra khỏi miệng, khóe miệng rỉ ra từng giọt máu tươi. Thằng danh, dám điên cuồng như vậy sao? Hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cho cậu phải chết thảm. Bị tiêu chính văn tát một cái quá đau ở khoảng cách xa, sao hách liên sinh có thể không phẫn nộ được chứ? Không đợi Tiêu Chính Văn quay người lại, cụ ta đã giơ tay lên đánh về phía lưng của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười nhạt, cơ thể chuyển động nhanh như tia sét, lùi ra cách xa hơn 10 mét, do đó Hách Liên Sinh đã đánh vào khoảng không. Ơ, ờ, Hách Liên Sinh không khỏi hít sâu vào một hơi, thân pháp của Tiêu Chính Văn sao lại giống với võ thí thiên năm xưa đến vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền kết tập 62